và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết biển ngày 20 tháng 12 của kênh VTC14. Thưa quý vị, hiện nay lưỡi áp cao lạnh lục địa đang suy yếu và di chuyển dần ra phía đông, gây ra gió đông bắc có cường độ trung bình trên khu vực vịnh Bắc Bộ. Trong khi đó, khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận cho đến Cà Mau vẫn còn tồn tại gió đông bắc có cường độ trung bình đến mạnh. Trên khu vực phía Bắc và giữa Biển Đông, trời khá quang đãng và không mưa. Tuy nhiên, ở vùng biển phía Nam, do chịu ảnh hưởng của trục rãnh thấp yếu nên trời còn duy trì trạng thái mây phát triển và có mưa dông xuất hiện. Dự báo trong 24 giờ tới, bộ phận không khí lạnh phía Bắc tiếp tục suy yếu và di chuyển ra phía Đông. Sau đó, khoảng ngày 22-23 tháng 12, các khu vực trên có khả năng chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường mạnh. Khu vực vùng biển phía Nam nằm ở rìa phía Nam hệ thống thời tiết phân tích trên với chuyển gió Đông Bắc có cường độ trung bình. Ngay sau đây sẽ là dự báo cho các vùng biển trong 24 giờ tới. Tại vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa ở vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Thời tiết trên vùng biển khá thuận lợi. Chỉ lưu ý là do sương mù làm giảm tầm nhìn nên tàu thuyền cần lưu ý lưu thông với tốc độ vừa phải và luôn mở các đèn tín hiệu. Trong thời gian này, bà con ngư dân khai thác nghề lưới kéo đáy sẽ cho sản lượng khai thác cao ở ngư trường Vịnh Bắc Bộ. Tại vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc suy yếu nhưng vẫn còn liên tục đem ẩm ở vùng biển phía Bắc vào sâu hơn cho khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ. Ngày hôm nay, thời tiết tại đây có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Tàu thuyền có thể hoạt động và đánh bắt trở lại. Tuy nhiên, cũng nên lưu ý đến tình trạng sương mù xuất hiện làm giảm tầm nhìn. Tại vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và đảo Cồn Cỏ Lý Sơn, cho đến hôm nay thì khu vực vùng biển miền Trung, gió Đông Bắc đã suy yếu nhanh, trời duy trì có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km với gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, thuận lợi hơn cho đánh bắt trên biển. Trong thời gian này, bà con ngư dân khai thác mực nang sẽ cho sản lượng cao ở các ngư trường Vịnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tại vùng biển từ Nghệ An đến Quảng Trị. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và đảo Phú Quý, trời ít mây và nắng trở lại. Ngày hôm nay và ngày mai trời giảm mưa và chỉ ở mức vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km với gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, thuận lợi hơn cho việc ra vào và vận chuyển trên đảo. Tàu thuyền đánh bắt trên biển trong giai đoạn này cũng khá là thuận lợi, nhưng thời tiết tốt sẽ không kéo dài bởi trong khoảng ngày 23 tháng 12, không khí lạnh gây ảnh hưởng sẽ khiến cho sóng gió mạnh trở lại. Bà con ngư dân cần lưu ý, luôn thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết để có kế hoạch đánh bắt an toàn và hiệu quả. Tại vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và Côn Đảo, thời tiết chưa có sự thay đổi gì nhiều, có mưa rào ở vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km với gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6 biển động. Do sóng gió duy trì mức cao và diễn ra trong khoảng 2-3 ngày tới, nên tàu thuyền hoạt động trên khu vực biển Côn Đảo cần chú ý có kế hoạch ra vào đảo an toàn, tránh di chuyển vào chiều tối và đêm. Tại vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả đảo Phú Quốc và Thổ Chu, thời tiết biển cũng chỉ có mưa ở mức vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km với gió đông cấp 3, cấp 4, biển ổn định, tàu thuyền có thể khai thác và đánh bắt bình thường. Các tàu thuyền du lịch cũng có thể hoạt động ổn định. Tại vùng biển Vịnh Thái Lan, trời duy trì trạng thái nhiều mây và có mưa rào ở vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km với gió đông bắc cấp 3, cấp 4, biển ổn định, thuận lợi cho tàu thuyền ra khơi khai thác và đánh bắt. Tại khu vực phía Bắc của Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa, thời tiết lại bước sang giai đoạn những ngày không mưa, tiết trời ổn định và tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6 biển động. Đời gió Đông Bắc tại khu vực sẽ còn kéo dài chu kỳ hoạt động trong thời gian dài, bởi vào khoảng ngày 22, ngày 23 sẽ có một đợt không khí lạnh mới bổ sung, sóng gió ở mức độ cao và không thuận lợi cho việc di chuyển và hoạt động của tàu thuyền. Tại khu vực giữa Biển Đông từ 10 cho đến 15 độ Vĩ Bắc, thời tiết cũng ổn định, trời quang đãng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km với gió Đông Bắc cấp 5, thuận lợi hơn cho tàu thuyền di chuyển và hoạt động đánh bắt. Xu hướng trong ngày mai và ngày kia thì thời tiết của khu vực biển tương đối thuận lợi cho khai thác và đánh bắt cá ngừ đại dương. Tại khu vực Nam Biển Đông, bao gồm khu vực phía Nam của quần đảo Trường Sa, Huyền Trân và Song Tử Tây, trái ngược với thời tiết ổn định ở vùng biển phía Bắc, khu vực Nam Biển Đông chưa chịu ảnh hưởng của những nhiễu động trong đới gió đông nên thời tiết chuyển xấu hơn, có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 5. Thời tiết xấu trên vùng biển này có khả năng kéo dài trong vài ba ngày nữa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin dự báo thời tiết biển của kênh VTC14. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại trong bản tin thời tiết tiếp theo.